Phát huy truyền thống tương thân tương ái, lá lành đùm lá rách của dân tộc, tinh thần xung kích tình nguyện của đoàn viên, vừa qua chi đoàn Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn chi nhánh Ngũ Hành Sơn tổ chức hoạt động thiện nguyện tại xã Trà Giòn, huyện Nam Trà My, tỉnh Quảng Nam. Vượt hơn 180 km với những cung đường hiểm trở, ngay khi đến địa điểm, các thành viên trong đoàn thiện nguyện của chi đoàn Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn chi nhánh Ngũ Hành Sơn đã nhanh chóng triển khai lắp đặt 35 bộ đèn năng lượng mặt trời cho 35 hộ dân ở xã Trà Giòn. Một số thành viên tập trung đón một bữa ăn trưa và trao quà cho các em học sinh đang học tại trường tiểu học Vừa A Dính và trường mẫu giáo Sơn Ca. Tổng nguồn kinh phí cho đợt thiện nguyện này là gần 50 triệu đồng do đoàn viên, cán bộ, nhân viên đơn vị đóng góp. Cũng cho những cái phần quà hết sức là ý nghĩa như là điện năng lượng mặt trời, ổ ấm, sách giáo khoa, vở và các cái vật dụng thiết yếu phục vụ cho công tác học tập của học sinh. Thì đây là một cái hoạt động hết sức là ý nghĩa, hết sức là nhân văn. Thay mặt cho lãnh đạo nhà trường, cũng xin chân thành cảm ơn. Trong điều kiện còn hết sức khó khăn khi toàn xã Trà Giòn có hơn 130 hộ dân chiếm là đồng bào Ca Dông, trong đó gần một nửa là hộ nghèo, hoàn cảnh khó khăn, nên món quà cán bộ, đoàn viên Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn chi nhánh quận Ngũ Hành Sơn tuy không lớn nhưng đáp ứng đúng nhu cầu thực tế bà con nơi đây, qua đó thể hiện sự thông cảm, sẻ chia sâu sắc. Cán bộ công nhân viên tại chi nhánh có sự đóng góp vào để làm công tác thiện nguyện với tinh thần là chia sẻ yêu thương đến những vùng sâu vùng xa, những người khó khăn. Thì chúng tôi cũng mong muốn rằng có một phần góp nhỏ bé của chúng tôi vào cái hoạt động thiện nguyện này để lan tỏa yêu thương. Những món quà được trao chính là nguồn động viên kịp thời to lớn, giúp đỡ bà con khắc phục khó khăn, yên tâm lao động sản xuất, vượt khó vươn lên, xây dựng quê hương thôn bản ngày một phát triển, gia đình ấm no, hạnh phúc.